Phát chân chánh Bồ đề tâm. Câu nói này rất hay. Vì sao vậy? Bởi thông thường ngày nào chúng ta cũng nói phát tâm Bồ đề, không phải thật sự. Nếu là thật sự thì sẽ khởi tác dụng. Vì không phải thật tâm Bồ đề nên không chuyển được cảnh giới Khởi tâm đồng niệm Lời nói hành động Như trong kinh địa tạng nói Không gì chẳng phải tội Không gì chẳng phải nghiệp Vẫn là mỗi ngày Tiếp tục tạo nghiệp Có thể giảng sanh được không? Không thể được Giảng sanh cần phải thật sự phát tâm Bồ Đề Quý vị xem Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 24 Bây giờ chúng ta chưa học đến Tam bối giảng sanh Giảng sanh chánh nhân Đều nói đến phát tâm Bồ Đề Một hướng chuyên niệm Nhiều vị đồng học một hướng niệm phật có một chút xíu như vậy không phát bồ đề tâm tâm không chuyển được như tôi thường dạy cho mọi người hãy để phật a di đà ở trong tâm đổi lại đem những thứ linh tinh trong tâm ra ngoài chỉ đem phật a di đà vào trong thưa quý vị đây là tâm bồ đề chân chánh. quý vị niệm phật không có người nào không được giảng sanh bây giờ trong tâm chúng ta có phật a di đà không không có sao biết được vì từ chỗ khởi tâm động niệm của quý vị quý vị mở miệng nói là biết trong tâm của quý vị trong tâm quý vị không có Phật a di đà Các thứ lên tìm quá nhiều à, là... Niệm Phật như vậy Công phu đến bao giờ mới có hiệu quả Khó lắm Bây giờ trên thế giới rất nhiều thiên tài Xã hội lại rối loạn quý vị không phát tâm niệm phật cầu sanh tìm đồ thì quý vị sẽ đi về đâu phải nói thật với quý vị ngày nay chúng ta chỉ có hai con đường một con đường là thế giới cực lạ một con đường là địa ngục a tỳ. tôi không tạo tội nghiệp làm sao tôi đọa địa ngục A Tỳ được Không Quý vị không biết Người xuất gia Mà không làm sự nghiệp xuất gia Sự nghiệp xuất gia là gì? Là Hoằng pháp lợi sanh Không phải thành tâm thành ý hoàng pháp Cũng phải thành tâm thành ý hộ pháp Cả hai đều không làm được Hoàng pháp và hộ pháp đều không làm được Đây là tạo nghiệp địa ngục vì sao vậy? Vì khiến cho mọi người trong xã hội hủy bán Phật Pháp Xem thường Phật Pháp Không tôn trọng Phật Pháp là do chúng ta làm nên chúng ta làm không tốt quý vị nghĩ xem đây có phải là nghiệp không nếu như đệ tử của phật đều giống thái độ tâm lý của người xưa đều có thể giữ giới tu định đều có thể làm tấm gương tốt nhất cho mọi người trong xã hội, khiến mọi người trong xã hội đối với Phật pháp cung kính tán thán. xã hội yên ổn thế giới hòa bình phật pháp hưng thịnh đây mới không có lỗi với đức phật người tại gia học phật không có ba cội rễ căn bản tôi không nói ba điều căn bản Người tại gia học Phật không làm được 10 điều thiện Mười điều thiện, ba quy y và năm giới không làm được là giả, không phải thật. Xuất gia học Phật còn phải thêm một điều, đây là ít nhất. Còn phải thêm luật nghi của Sa-di thành bốn điều căn bản. Sau đó thâm nhập một môn Tu tập suốt đời Thông thường nói 10 năm thì quý vị có khả năng Hoàng Pháp Hộ Pháp Quý vị đối với chánh Pháp của Như Lai Tiếp nối quệ mạng của Phật Hoàng Pháp lợi sanh Làm được sự cống hiến chân thật Người tại gia học Phật, mười điều thiện tam quy y ngũ giới không làm được. Là giả không phải thật. Mười nghiệp thiện vì sao không làm được? Vì mười nghiệp thiện là xây dựng trên nền tảng của nho giáo và đạo giáo. Nho giáo là đệ tử quy Đạo giáo là thái thượng cảm ứng thiên Hai nền tảng này không làm được Cho nên mười nghiệp thiện không làm được Giống như xây nhà lầu Đệ tử quy là tầng thứ nhất Cảm ứng thiên là tầng thứ hai Thập thiện nghiệp là tầng thứ ba Sa di luật nghi là tầng thứ tư Quý vị không làm nền mỏng ở dưới, làm sao quý vị xây ở trên được? Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, suốt đời làm gương pháp cho chúng ta. Khi chưa xuất gia, thông minh hiếu học, biểu lộ lòng từ bi. Khi làm thái tử Ra ngoài dạo chơi Nhìn thấy cảnh Sanh già bền chết Lòng từ bi phát khởi Làm sao có thể cứu giúp chúng sanh khổ nạn Tránh khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết Ngài nảy sinh ý định tu đạo Năm 19 tuổi đi tham học Trải qua cuộc sống khổ hạnh tìm thầy học đạo tất cả các tôn giáo học phái của ấn độ đều tham học nghi ngờ không thể giải quyết ấn độ xưa là đất nước tôn giáo đất nước triết học triết học ấn độ là cái mũ của toàn thế giới tôn giáo và triết học của họ hiện rõ trí huệ từ đâu mà có là từ thiền định mà có tứ thiền bác định là phương pháp tu hành ngày xưa của bà la môn giáo bà la môn giáo ra đời sớm hơn phật thích ca khoảng một ngàn năm nói cách khác lịch sử bà la môn giáo đến nay vượt quá mười ba ngàn năm đây là tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới Tứ thiền bát định Có thể phá bỏ không gian duy thực. Nói cách khác Tôi được định này rồi Quý vị hoàn toàn thấy được tình hình trong lục đạo Quý vị tận mắt thấy được Tận tai nghe được Không phải suy đoán Không phải suy nghĩ không phải tưởng tượng trong nhà phật gọi là cảnh giới hiện lượng phía trên có thể nhìn thấy hai mươi tám tầng trời không những chỉ nhìn thấy quý vị có thể đạt được quý vị có thể đến viếng thăm hai mươi tám tầng trời phía dưới có thể đến địa ngục a tỳ Ngã quỷ súc sanh A tu la và la sa Chỗ nào cũng rõ ràng Cũng minh bạch Điều này các nhà khoa học ngày nay Không làm được Lục đạo từ đâu mà có Vì sao có lục đạo Ngoài lục đạo ra còn có thế giới không? Những vấn đề như vậy Lúc bây giờ không có người nào có thể trả lời được Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni tham học 12 năm Từ năm 19 tuổi đến 30 tuổi 12 năm Ngài buông bỏ sự tham học Nhập định Ở dưới cây tất bát là Nhập sâu vào thiền định Dựa qua tứ thiền bát định rất nhiều Đây gọi là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Trong tôn giáo Ấn Độ nói Đại bác Niết Bàn Phật Tích Ca Mâu Ni đã chứng được Nhưng bản thân Ấn Độ giáo Họ đem tứ thiền định Và tứ không định Lâm tưởng là cảnh giới Đại bác Niết Bàn Sau khi khai ngộ Đức Phật bắt đầu dạy học 30 tuổi Ngài bắt đầu dạy học 79 tuổi Ngài nhập Niết Bàn Cho nên trong kinh điển ghi lại rằng Đức Phật suốt đời giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm một đời dạy học Chúng ta xem từ chỗ ghi chép này Phật Thích Ca Mâu Ni là người như thế nào? Ngài không phải là thần Ngài cũng không phải là tiên Ngài là con người Người Ấn Độ gọi là Phật Đà chúng ta gọi là thánh nhân cho nên phật bồ tát a la hán đều không phải là thần cũng không phải là tiên mà là con người điều này phải hiểu rõ ràng phải minh bạch quý vị coi ngài là thần quý vị đã làm oan cho ngài rồi ngài không tạo nghiệp nhưng quý vị tạo nghiệp Sao có thể tùy tiện đem cái mũ mê tĩnh chụp lên đầu người ta được Ngài là bậc đại thánh đại hiền Phật Đà là tiếng Phạn Dịch thành chữ Hán là giác giả Tức là người giác ngộ bồ tát cũng là người giác ngộ nhưng chưa viên mãn đức phật là người đã giác ngộ viên mãn tức là ngài đã đạt định sự giác ngộ viên mãn trí huệ viên mãn bồ tát có trí huệ có giác ngộ nhưng chưa được viên mãn đây có ý nghĩa gì quan sát từ việc làm suốt đời của Phật Thích Ca Mâu Ni, dùng lời ngày nay mà nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội. Nói dung dạy học bao gồm tất cả. Giống như người bây giờ nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội nhiều thành phần bởi vì ngài không phân biệt quốc tịch không phân biệt dòng họ không phân biệt tôn giáo chỉ cần quý vị học theo ngài, ngài đều hết lòng dạy quý vị. Ngài không nhận học phí. Cho nên ngài là con người, phải nên nói rằng ngài là một người. Nhận nhiệm vụ công tác giáo dục xã hội nhiều thành phần. Không nhận học phí. giảng kinh hơn ba trăm hội hội ở đây như ngày nay chúng ta nói là mở lớp mở sinh hoạt sinh hoạt đề một lớn cần mở rất nhiều năm lớp nhỏ tạm thời số người không nhiều hai ngày ba ngày một tuần lễ lớp như vậy ngài cũng thường mở điều này chúng ta thấy được trong kinh điển suốt cuộc đời làm công tác giáo dục không liên quan đến tôn giáo người ta bây giờ đưa nó vào trong tôn giáo rồi chứ bản thân nó không phải đức thế tôn tôn trọng tôn giáo ngài không xem thường thật như trong lễ nghĩa xưa nói cung kính tất cả xử sự đối nhân sự thế đều cung kinh ở trước chúng ta học đoạn thứ nhất quán bất tư nghi cảnh cảnh giới này là cảnh giới phật thích ca mâu ni lúc bấy giờ chứng được ở dưới cây bồ đề Cây tức bắc là sau này gọi là cây bồ đề Trong khi thiền định thấy được Thấy được nguồn gốc của vũ trụ Nguồn gốc của dạng Pháp Và nguồn gốc của chính mình Chúng ta là từ đầu điện Gọi là y bảo chánh bảo Vấn đề này Trước học xưa nay trong ngoài Khoa học đều nghiên cứu thảo luận Mãi đến hôm nay vẫn chưa có kết luận Trong kinh điển Đại Thừa đã có kết luận Nguồn gốc này ngài đã thật sự thấy được Ngài nói cho chúng ta biết Giảng pháp đều không Giảng pháp đều là giả Các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện Ý giải của họ Giống như Kinh Phật nói Các nhà khoa học cho rằng Trong vũ trụ này Chỉ có ba thứ là thật Ngoài ra toàn là giả Tất cả đều là do ba thứ này biến hiện ra Đó là năng lượng, tinh tức và vật chất Những năng lượng tin tức và vật chất từ đâu mà có Hiện tượng vật chất từ đâu mà có Biết được rồi Là từ ý niệm sanh ra Giới khoa học lượng tự nói Là từ tư tưởng sanh ra Không có ý niệm thì không có vật chất Vật chất là từ tác dụng của ý niệm biến hiện ra Vậy ý niệm từ đâu mà có? Năng lượng từ đâu mà có? Kiến giải của các nhà khoa học bây giờ là từ không sanh ra có Không làm sao sanh ra có được Vấn đề này vẫn chưa thể giải quyết Phật Pháp nói rất rõ ràng, minh bạch Vì Đức Phật ở trong thiền định đã thấy tánh Các nhà khoa học chưa thấy tánh Các nhà khoa học sử dụng thực thư sau Tư duy tưởng tượng suy lý và phản đoán dùng phương pháp này thực thứ sáu thực thứ sáu là vọng tâm không phải chân tâm cho nên trong kinh phật nói dùng tâm này người thế gian dùng tâm này tâm này có công năng rất lớn đối ngoại có thể duyên đến hư không pháp giới ngày nay gọi là vũ trụ dĩ môn Thái không vật lý Đối nội có thể duyên đến A Lại Gia Trong kinh nói rất rõ ràng A Lại Gia tức là ba tướng nhỏ Năng lượng, tin tức và vật chất Quý vị có thể duyên đến đây Nhưng chưa thể thay tánh Vì sao không thể thay tánh Vì thấy tánh phải dùng chân tâm Giọng tâm không thấy được tánh Giọng tâm chỉ có thể thấy được cảnh giới hư vọng phạm sở hữu tướng dai thị hư vọng quý vị có thể thấy rất rõ ràng rất minh bạch giọng từ đâu mà có thì quý vị không biết được rồi nhất định phải buông bỏ giọng tưởng phân biệt chập trượt quý vị sẽ thấy được cho nên các nhà khoa học dụng sai công phu này nếu như một ngày nào đó họ giác ngộ Cùng một lúc buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Họ có thể lập tức thành Phật Trí huệ viên mãn Khoa học, đặc biệt là khoa học thời cận đại đối với sự nhận biết đại thừa của chúng ta có sự giúp đỡ rất lớn chúng ta phải cảm ơn các nhà khoa học này ngày nay triết học và khoa học có một số vấn đề không giải quyết được hoàn toàn nằm trong phật pháp đại thừa căn tánh lanh lợi bậc thượng thượng căn như ngài huệ năng chỉ cần quán cảnh giới bất tư nghị tức là thật tướng của các pháp thì họ có thể giác ngộ thông suốt họ có thể minh tâm kiên thành cho nên chính loại ở sau đều không cần thiết chúng ta học trước đoạn gian này nhưng không nhập được cảnh giới nên mới cần chính loại sau đây để trợ giúp thứ nhất là phát tâm bồ đề Có thể thấy tầm quan trọng của phát bồ đề tâm Bồ đề Phản ngữ Phản ngữ bồ đề Hoa ngôn đạo Đạo là gì? Là con đường thành Phật có lẽ nói như vậy mọi người mới hiểu được là con đường thành phật thông thường chúng ta thấy ở nhiều nơi bồ đề dịch là giác con đường giác ngộ Bồ đề ý nghĩa thật sự của nó là giác ngộ, trái với giác ngộ là mê. Phá mê khai ngộ là bồ đề. Mê nghĩa là đối với chân tướng của tất cả các pháp hoàn toàn không biết. sau khi ngộ hiểu được tất cả chân tướng sự tướng này từ đâu mà có tất cả hiện tượng vật chất toàn là ý niệm biến hiện ra ai biết được điều này ý niệm của chúng ta thiện thì tất cả hiện tượng vật chất thiện ý niệm bất thiện thì hiện tượng vật chất cũng biến thành xấu đi hiện tượng vật chất gần gũi chúng ta nhất là thân thể ý niệm thiện thì thân tâm của quý vị khỏe mạnh quý vị không có bệnh nếu những ý niệm bất thiện trong bộ phận tế bào này nó sẽ dần dần biến chất sẽ biến hoại ngày nay chúng ta nói là họ bị bệnh bệnh lý xuất hiện nguyên nhân của bệnh lý là gì là tham sân si mạng nghi trong phật pháp gọi là ngủ độc loại tâm như vậy loại ý niệm như vậy khiến cho thân thể dụng rất khỏe mạnh của quý vị Cha mẹ sanh ra rất khỏe mạnh Không chút bệnh tật Lúc còn nhỏ Ít tham sân si mạng nghi Thân tâm khỏe mạnh Khi lớn lên Ba mươi, bốn mươi, năm mươi tuổi Ý niệm này càng ngày càng nghiêm trọng cho nên bộ phận tế bào trong thân thể của quý vị cũng dần dần bị ảnh hưởng biến thành cái gì biến thành chất độc đây là gì đây là gốc của bệnh nguồn gốc của tất cả tật bệnh phật gọi tham sân si là tam độc Nếu như xem nhẹ Thất tình ngủ dục Thì bệnh độc này đối với quý vị tổn hại không lớn Vẫn có nhưng không nhiều Nếu như coi trọng Thất tình ngủ dục Nghĩa là Nhiều tâm tham Nhiều tâm sân giận Thì phiền phức lớn rồi ngạo mạn đố kỵ đều là nguyên nhân nguyên tố gây nên bệnh ung thư phật a di đà chúng ta ở trong bộ kinh này đã học hơn 600 tiếng đồng hồ chúng ta dần dần hiểu được giác ngộ được trong vũ trụ vị thiện thứ nhất là Phật A-di-đà Quý vị đem Phật A-di-đà đặt ở trong tâm Thì thân tâm của quý vị bến gì cũng không có Không cần điều trị Không cần tẩm bổ Không cần thiết thân tâm tự nhiên khỏe mạnh vì sao vậy? Vì quý vị vốn là khỏe mạnh. Những thứ phiền não tâm độc này vốn vị không có. Không phải quý vị sanh ra đã mang theo, không phải. Vốn vị không có, mà do lớn lên bị hoàn cảnh. Bị tập tục nhiễm ô Biến thành Cho nên giáo dục ngày xưa Chú trọng luân lý đạo đức Đối với những mầm độc này Mầm độc tham sân si mạng nghi Nảy sinh chậm hơn Cách giáo dục trước đây bây giờ bỏ đi rồi giáo dục bây giờ học theo tây phương người tây phương nổi tiếng cạnh tranh nguồn gốc của cạnh tranh là gì Chẳng phải là tham sân si đó sao Người không có tham sân si Thì không cạnh tranh với người khác Mọi người đều tham sân si Thì mọi người đều là đối thủ của nhau rồi Có người bây giờ rất đáng thương Vợ chồng đối nghiệp Cha con đối nghiệp Không có cái gì không đối nghiệp ý niệm thứ nhất khởi lên là lợi bắt buộc phải tranh lợi tranh danh đoạt lợi họ làm điều này không biết rằng cuộc đời danh lợi của quý vị là do vận mệnh của quý vị đã định trước trong vận mệnh của quý vị không có thì có tranh cũng không hơn được Tranh được rồi không phải bị bệnh Thì cũng thiên tai Vì sao vậy? Vì trong vận mệnh của quý vị không có Có tranh được quý vị cũng không thể hưởng thụ Quý vị chỉ có bệnh nặng Khiến cho số tiền đoạt được Chi tiêu vào khoản thuốc men Quý vị không thể hưởng thụ bình thường bằng không thì tự nhiên cũng gặp phải tai họa có thể vận mệnh cũng mất đi bậc thánh hiền xưa dạy con người nhường nhịn danh lợi nhường cho người khác bản thân không cần mọi người đều khiêm nhường xã hội này hài hòa biết mấy giữa con người với con người mới sanh ra thân ái và chân thành cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật rồi tư tưởng của chúng ta đúng đắn lời nói việc làm của chúng ta đúng với chân lý đúng với chánh pháp khởi tâm động niệm nói năng hành động thuần tình thuần thiện lợi ích cho xã hội lợi ích cho quốc gia lợi ích cho mọi người Quý vị nghĩ xem không có phần tự lợi sao Đây là tự lợi chân chẳng Lợi người nghĩa là thật sự lợi ích chính mình Tổn hại người khác là thật sự tổn hại chính mình Bậc Thánh Hiền xưa truyền cho chúng ta chân lý hại người là hại mình gọi là giết người phải đền mạng nhân quả không tha cho quý vị mắc nợ phải trả tiền nhân quả thông ba đời phải hiểu thật rõ phải hiểu minh bạch bản thân chịu khổ nạn như thế nào chịu oan uổng như thế nào cũng vẫn vui vẻ vì sao vậy vì ta biết nguyên nhân biết nhân duyên quả báo đáp trả nhau bằng lý luận và sự thật ta tiếp nhận rồi Thiệt thòi ta chịu Khổ ta mang Không oán trời trách người Tiêu trừ nghiệp chướng của mình Tăng trưởng phước huệ của chính mình Kiếp sau phước đó rất lớn Ngày nay đâu đâu cũng muốn lợi dụng người khác Đâu đâu cũng muốn làm hại người khác Trước mắt mình như được hưởng thụ một chút trên danh lợi Kiếp sau Sẽ bị sanh vào ba đường ác Ba đường ác là nơi tiêu trừ nghiệp chướng của quý vị Tiêu trừ hết nghiệp chướng sau khi quý vị ra khỏi ba đường á à, phải trả nợ nợ mạng sống thì phải trả mạng sống nợ tiền thì phải trả tiền thì mới biết một chút của người khác cũng không lợi dụng được đây gọi là gì là ngu si Người thật có trí huệ thông minh Làm sao họ làm những việc dại dột này Đây gọi là ngu si Là hồ đồ Người mắt sáng Đứng bên cạnh Thấy rất rõ ràng Nhưng thấy lợi quên nghiện Họ nhìn không thấy Lời dạy trong sách Thánh Hiền Họ đọc rồi Danh cao lợi lớn ở trước mắt Họ không nhìn được Cho nên nhất thời hồ đồ làm sai Khi đã sai Hối hận thì cũng muộn rồi nhất là ở trong xã hội hiện nay xã hội hiện nay không báo thù quý vị nhưng nhân quả báo thù nhưng quý vị không thoát khỏi báo thù của nhân quả phải cần ra khỏi ba cõi sáu đường đây là biển khổ quá khổ rồi chỉ có phật đạo mới có thể giúp quý vị học phật điều thứ nhất là phát tâm phát tâm bồ đề ta phải một lòng muốn giác ngộ tam quy y là phát tâm bồ đề quy y Phật Phật nghĩa là giác ngộ Tức là quy y giác Giác mà không mê Đó là tâm Bồ Đề Quy y Pháp Pháp là chánh Biết chân chánh Thấy chân chánh Lời nói chân chánh Việc làm chân chánh Chánh mà không tà Quy y tăng Tăng là thanh tịnh Sáu căn thanh tịnh không nhuốm bụi trần Bất luận người tại gia hay xuất gia học Phật Bước vào cửa Phật Điều đầu tiên là phải thọ tam quy y Tam quy y là quý vị gần vào cửa Phật Trước hết đem nguyên tắc chỉ đạo tu hành tối cao Truyền trao cho quý vị Đây gọi là tam quy y các vị đồng học của chúng ta trong này rất nhiều người đã thọ nhận tam quy y ý nghĩa tam quy y hiểu hay không không hiểu chỉ biết rằng tôi đã quy y tam bảo tôi là đệ tử của tam bảo tam bảo không chấp nhận quý vị nhận được phái quy y cũng không được chấp nhận quý vị thật sự làm được không có phái quy y Tam Bảo cũng chấp nhận quý vị Quý vị thật sự quý y rồi Sau khi thọ tam quy y Bất luận lúc nào ở đâu Đều giác mà không mê Chánh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Quý vị mới là đệ tử của tam bảo nếu như quý vị là mê mà không giá Tà mà không chẳng Nhiễm mà không tịnh Thì chẳng phải là giả sao Đó không phải là thật Không phải thật Thì chúng ta đội lốt đệ tử Phật Phật là bậc thánh hiền lớn Đội lốt đệ tử Phật Quý vị nghĩ xem có tội không? Là giả không phải thật Cho nên ở đây nói Phát Bồ Đề Tâm chân chánh Câu này vô cùng quan trọng